Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Bọ xít đen, loài côn trùng từng khiến nhiều nhà vườn lao đao vì khả năng hút nhựa cây gây hại cho hoa màu, nay bỗng trở thành hàng hot mới trên thị trường với giá thu mua lên đến 8 triệu đồng 1 kg. Theo ghi nhận, các thương lái đang đàn trên các hội nhóm thu mua bọ xít đen tại nhiều địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa với giá cao ngất ngưỡng giao động từ 3 đến 8 triệu đồng 1 kg tùy loại. Theo các thương lái, loại này không dùng làm thực phẩm mà được thương lái Trung Quốc mua về làm thuốc. Trong khi đó, bọ xít sống được bán với giá từ 300.000 đến 350.000 đồng 1 kg, còn bọ xít đã phơi khô có giá 900.000 đến 1 triệu đồng 1 kg. Một thương lái thu mua bọ xít đen có tên viết tắt là Nguyễn Hà G cho biết anh gom hàng để bán cho thương lái Trung Quốc. Anh G nói họ đặt vấn đề muốn thu mua bọ xít đen với giá cao có bao nhiêu thu mua bấy nhiêu nên tôi đăng bài lên hội nhóm để gom được nhiều. Họ chỉ lấy loại đã sấy khô, loại này có giá rất cao. Một thương lái khác có tên viết tắt là Dương Văn Tê cho biết thương lái Trung Quốc chỉ bảo rằng mua để làm thuốc, còn thuốc gì thì không biết. Anh Tê bắt đầu thu mua bọ xít đen từ năm 2017 đến nay. Bất kỳ thời điểm nào, cứ ai bắt được bọ xít là anh đều mua hết và giá cả thì sẽ phụ thuộc vào từng thời điểm. Hiện tại, bọ xít non đang được thu mua với giá rất cao, từ 6 đến 7 triệu đồng 1 kg, nhiều thương lái còn thu mua với mức 8 triệu đồng 1 kg đối với loại khô. Ngoài bọ xít đen, thương lái Trung Quốc còn thu mua các loại côn trùng khác như bọ hung, sâu ba vạch, xác ve sầu, vân vân. Tuy nhiên, tính đến hiện tại, bọ xít đen là loại côn trùng được thu mua với giá cao nhất do số lượng bọ xít đen ngày càng ít khiến hàng khan hiếm hơn. Bọ hung cũng đang được các thương lái gom mua với giá tương đối cao. Một người chuyên thu mua bọ hung ở Lào Cai có tên viết tắt là Lê Chí C, cho biết anh thu mua bạo hung với giá 500.000 đồng đến 950.000 đồng 1 kg tùy kích thước. Ngoài ra, không chỉ thu mua, một số thương lái còn chào bán cả thuốc dẫn dụ bạo hung để công việc khai thác loại côn trùng cỡ lớn này trở nên đơn giản hơn.